những cái app kiếm tiền nó cũng cho chúng ta rút về Momo. À, mới rút tiền xong thì tiền nó về rồi anh em. Mình rút có 300 đồng thôi anh em ạ, rút là về luôn nhá. Và trong khi mình chưa chơi cái gì hết, mình chỉ mới tạo tài khoản thôi, mình đã rút được 300 đồng rồi. Chào anh em, nếu như anh em quan tâm đến ứng dụng này thì đường link ở dưới phần mô tả video nha. Tải ứng dụng về và ứng dụng anh em sẽ thấy một cái thông báo ưu đãi cho người dùng mới. Rồi chúng ta bấm chữ nhận ngay này. Và ở đây nó yêu cầu chúng ta đăng nhập tài khoản Google hoặc là Facebook. Ở đây thì mình kiến nghị anh em sử dụng tài khoản Google. Đăng nhập thành công, chúng ta bấm chữ đi nhận này. Đây là một ứng dụng kiếm tiền nha anh em. Và min rút trên ứng dụng này lần đầu tiên nó khoảng là 300 đồng thôi. Anh em tải ứng dụng về theo cái đường link của mình nhá, là anh em đã nhận được 3.000 coin. Thì nó tương đương với đó là khoảng 300 Việt Nam đồng. Đủ cái min rút rồi anh em. Đó, chúng ta có thể bấm vô rút tiền ngay lập tức được này. Bấm vô chữ là rút tiền ngay lập tức. Đó, thì ở đây nó yêu cầu mình phải thêm cái số điện thoại Momo của mình vô. Như thế này ha. Sau đó mình bấm chữ là đăng ký rút tiền. Nếu như anh em nào mà chưa có ví điện tử Momo thì anh em nên tạo đi. Bây giờ thanh toán cái gì cũng dùng Momo nó tiện rồi nha. Những cái app kiếm tiền nó cũng cho chúng ta rút về Momo. À, mới rút tiền xong thì tiền nó về rồi anh em. Mình rút có 300 đồng thôi anh em ạ, rút là về luôn nhá. Và trong khi mình chưa chơi cái gì hết, mình chỉ mới tạo tài khoản thôi, mình đã rút được 300 đồng rồi. Và đương nhiên cái này chỉ rút được lần đầu tiên thôi anh em, lúc chúng ta mới tạo tài khoản thôi. Sau đó đây, rút tiền 300 đồng lần tiếp theo thì anh em cần phải có 5.000 xu, 5.000 coin ha. Ngoài cái việc mà chúng ta có thể rút được về Momo thì anh em cũng có thể rút được về Binance. Lần đầu tiên mình thấy một cái ứng dụng kiếm tiền mà cho rút được về Momo này và Binance, một sàn tiền ảo đó anh em. Ở đây nó cho mình rút min sẽ là 755 đồng Shiba, mình nhớ không nhầm thì cái đồng này là đồng Shiba thì phải. 5.000 coin rút được 755 đồng Shiba nhá. Nếu như anh em rút về Binance á, thì chúng ta sẽ copy cái ID ha, ID bên dưới avatar này của tài khoản Binance nha. Ở đây nó hướng dẫn khá là chi tiết rồi, anh em có thể vô đây xem. Mới vào ứng dụng thì nó hiển thị ngay cái phần rút tiền mình đã review cho anh em rồi. Bây giờ là phần kiếm tiền nha. Để nhập mã giới thiệu á, thì chúng ta vô phần tôi này. Ở đây nó có cái phần đó là phần thưởng mã lời mời. Nếu như anh em nào mà chưa nhập mã giới thiệu á, thì anh em có thể vô đây nhập cái mã của mình để nhận 3.000 xu ha. Ở đây thì mình không tự nhập được cho mình đâu anh em, mình chỉ nhập được cho người khác thôi. Nhập thành công thì mình nhận được là 3.000 nha, 3.000 xu đó anh em. Tải ứng dụng về nhận được 3.000 xu rồi. Sau đó thì mình nhập mã giới thiệu thêm, chúng ta sẽ nhận được thêm 3.000 xu tiếp nha. Ở đây anh em sẽ thấy có các bài báo phần trang chủ. Và chúng ta lướt lên, lướt xuống thì anh em sẽ thấy cái thanh thời gian này nó chạy nha. Cứ chạy xong chúng ta sẽ nhận được là coin. Coin này chúng ta có thể rút được ra tiền giống như hồi nãy mình mới rút đó anh em. Rút về Momo hoặc là Binance thì tùy anh em thôi. Đó, cộng 62 coin. Và chúng ta tiếp tục đọc được. Ngoài cái việc mà anh em đọc báo để kiếm cái đồng coin thì bên ngoài nó hiển thị các đồng coin này, chúng ta bấm vô để nhận nhá. Và nếu như muốn nhận được gấp đôi thì chúng ta phải bấm vô cái chữ là nhận gấp đôi. Mình nghĩ là bấm vô thì nó hiển thị cái quảng cáo thôi anh em. Rồi mình đã được x2 cái số tiền rồi ha, số coin nhận được. Còn này, còn mấy cái này thì chúng ta có thể bấm vô để nhận. Và không muốn được x2 á thì chúng ta tắt đi cũng được ha. Góc bên phải bên trên cùng á thì nó sẽ có một cái rương này, chúng ta đợi hết thời gian và anh em mở ha. Bên cạnh cái rương á thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng bấm vô. Ở đây anh em sẽ check in, mỗi ngày chúng ta sẽ điểm danh nó anh em. Điểm danh thì chúng ta có thể nhận được là xu này hoặc là kim cương. Đây, ngày đầu tiên đương nhiên là nhận được xu rồi anh em. Ngày thứ hai sẽ nhận được kim cương, ngày thứ ba nhận được một hộp quà lên tới 1.000 ha. Đương nhiên là chúng ta điểm danh càng nhiều ngày thì cái lượng coin mà anh em kiếm được hay là kim cương nó cũng sẽ nhiều hơn. Ở cái phần trang chủ nó có một cái nó bị giấu nè anh em. Đây. Đó, chúng ta bấm vô sẽ thấy ha, 29.000. Chúng ta bấm vô thì đây là cái nhiệm vụ mà anh em có thể đi giới thiệu bạn bè được. Đi giới thiệu bạn bè nhận được 29.000 coin này. Giới thiệu bạn bè chúng ta có thể bấm mời ngay, sau đó là sao chép cái đường link, hoặc là anh em có thể lấy cái mã code cũng được, cái nào tiện thì anh em lấy ha. Ví dụ mình sẽ sao chép cái mã code này. Ở đây thì nó có hiển thị các nhiệm vụ cho anh em làm để kiếm thêm xu hàng ngày thôi ha. Mình chơi một chút thì nó cũng gần đủ min rút tiếp rồi anh em. Đây, trong phần tôi này, đây đã kiếm được 379 đồng rồi ha. Nhưng mà từ lần 2 rút thì mình phải bỏ ra khoảng là 5.000 coin để rút 300 đồng. Ứng dụng này nó không giúp chúng ta kiếm quá nhiều tiền đâu anh em. Và từ cái lần 2 á, nó yêu cầu mình phải có thêm kim cương nó mới cho rút anh em ạ. Mà kim cương hiện tại thì mình thấy nó chỉ có điểm danh hàng ngày thì nó mới có thôi. Trong cái mục điểm danh này, đây. Và nó sẽ cộng kim cương trong cái phần đi giới thiệu bạn bè nữa nha anh em. Đây, đi giới thiệu bạn bè. Bạn bè của chúng ta cài đặt app thông qua đường link, anh em sẽ nhận được là 6.000 xu. Bạn bè của chúng ta sử dụng ứng dụng này khoảng là 7 phút để đọc báo á, hoặc là đọc hơn 10 bài báo thì chúng ta sẽ nhận được là 50 kim cương. Nếu như anh em cày chay thì kim cương chỉ kiếm được ở cái việc đó là điểm danh hàng ngày thôi. Còn nếu như chúng ta đi giới thiệu bạn bè thì xu và kim cương anh em sẽ kiếm được nhiều hơn nhá. Đây là kênh LVT, chuyên review và hướng dẫn anh em các kèo cũng như là thủ thuật kiếm tiền online. Anh em có thể là tìm kiếm những video mình từng làm trên kênh, hoặc là anh em cũng có thể tìm trên YouTube. Nếu như kèo đó mình từng review rồi thì nó sẽ có nha anh em.